Lito này, Pelia công Lito này dùng ít thật đấy, còn thừa mẹ ra đây ạ. À. Nhặt được một cái ấy này, cái còi, mấy cả cái tím để thay đổi màu trời ấy. À, cái đấy không quan trọng đâu. Bên này toàn resin này, có cần resin không? Đào cái resin này. Đồng mình có cần không? Đồng có đấy. Đồng hành tinh nào có nỗi nhỏ ông xem thử cho tôi về. Tôi thấy trái đất này là nhiều lắm ấy. Chắc cần hành tinh nào đấy. Nhiều, đông nhiều, nhiều, nhiều. Tự động đào đâu phải titan với sắt đâu. Có mấy nguyên liệu cơ bản đây, quát cái các thứ. Quát quát. Không, mỏ quát ở gần cái mỏ titan luôn ấy. Thật ra cái việc set up mỏ quát mấy cái nguyên liệu cơ bản mà set trên hành tinh khác thì nó cũng khá là rắc rối, nhưng mà bây giờ đi tìm mệt lắm. Tại lần trước bên dưới tôi nghĩ là resin với lại compound thì set ở trên trái đất thôi. Resin compound thì nhiều, tôi nghĩ resin nào đào tạo cũng được, cùng lắm ở thiếu thì được đất. Nhưng mà nó tôi thì tôi nghĩ là nên cần, tại vì nó cần nhiều lắm thật sự luôn đấy không ạ, nó cần rất nhiều, nó mỗi lần lại phải đi đào nó khó chịu. Trong khi mấy cái kia mình không phải là mình cần quá nhiều, mình chỉ cần nói thật là mình đi kiếm mình chăm đào tay chỉ cần 2 hộp là đủ, 60 mấy cái là được. Nhưng mà resin với compound thì phải cần đến hàng mấy trăm cái. Là nguyên liệu cơ bản còn nhiều lắm nên tôi vẫn muốn set up resin compound.
Resin, compound, quát cũng xem. Lâu quá, mãi lên 17. Thế đi kiếm resin đi, đi sắp resin không? Có chứ. Chia nhà mình ngay, chia nhiệm vụ ra làm một đống thứ luôn ấy. Exo chip, steel rồi các kiểu tung step các rít, ý là làm auto extractor. Tôi nghĩ là nên làm kiểu mấy cái liên tục luôn, lần sau mình đỡ phải làm, mình farm cả đống ra đây luôn đi, hiểu ý tôi không? Để suy nghĩ xem vào những nguyên liệu. Thật ra ví dụ như cái thứ như kiểu lithium ấy, thật ra là nó không còn nhiều đâu. Lithium nó là cái mà khá là ít dùng. Titan cũng không. Titan tôi nghĩ là titan cần này. Sắt cần. Thì sắt với titan là đều lấy ở trên Glacio nhá. Cái Wolfram này thì nó không phải là cần quá nhiều, nhưng mà để, nhưng mà tôi nghĩ là chắc Wolfram là nó tung sen đúng không? Tung sen để làm cái gì? Tung sen làm auto extractor thì phải. Cái graphit này tôi sợ nó không hiểu. Trước mắt là tôi muốn đây cái Raptorit này, Raptorit này, Sapphire, mấy cả Sapphire này. Ê, lần trước mình đi xuống cái hành tinh nào mà mình bảo là ở bên dưới đấy, kiểu nó trong cái quá trình mình đi để tìm cái đồ gì, cái nguyên liệu gì bên dưới lòng đất ấy, mình bảo là bên dưới đấy cả đống thứ kiểu quát như các thứ ấy. Mình nhớ là mình cảm thấy hồi không biết gì thì mình. Nó tưởng titan này chứ. Dưới hang, dưới hang. Dưới thì titan cũng là dưới hang mà. Bên đấy mình xét ông nghĩ là Lapterit thì có cần không? Thật ra tôi thấy khá cần, tại vì nó nung ra aluminium khá cần. Resin compound titan là 3 này. Quartz là 4 này. Tôi nghĩ là thêm cả Lapterit nữa là 5. Wolfram 6, 7, 7 cái auto extractor. Auto extractor. Nhiều, 4 thứ cơ. Exo chip này, steel này, tung sten các grid với lại rubber. Nó không quá đắt đâu. Thôi mình cứ đi xét từng mỏ, tại vì căn bản là một cái tàu thì cũng đếch đủ đâu. Một cái tàu thì cũng đếch đủ cho mình mang đồ đâu. Ơ, bây giờ mình mới chế tàu medium á. Thế đó, đây phải tàu to á, phải. Mẹt thế. Thế đâu, để chế tàu to đi. Này ông lắp cái này vào người đi. Lắp cái gì? Thế tôi có lỗi. Không, hai cái mới đủ. Không, hai cái mới đủ. Một cái là ông chỉ chuyên để chạy cái oxy generator thôi. Còn nếu mà ông có mỗi một cái không thì ông sẽ không thể đào đất được đâu. Tại vì ông sẽ mất năng lượng mà. Ví dụ ông xuống hang, nhưng mà ông xuống hang ấy, ông không, ông cần đào đất thì ông phải cầm hai cái buộc mà. Không hồi, nó không hồi luôn. Nếu ông phải tắt oxy đi thì nó mới hồi. Mà nó hồi lâu lắm. Đấy là ông chưa bật, ông chưa bật oxy generator. Không. Thôi. Ông cứ cầm hai cái đi, thừa đâu. Đừng lo, tốn sơ lót. Nhà mình
thiếu quá thì điện. À, ông chế đồ này này, cứ mỗi lần chế đồ xong các thứ ông lại mất thứ năng lượng để chết người đi. Không. Người đi. Đừng. Thế bây giờ làm cái tàu to đi. Tập trung làm cái tàu to đi. Tôi sẽ phá hủy hai cái tàu nhỏ này luôn. Thủ tiêu bằng trứng. Với lại cả tôi nghĩ là nên sắp xếp lại nhà mình đi, chứ mỗi lần tôi tìm đồ tôi mệt chết luôn đúng không ạ? Thật. Mình làm lắc suốt giờ để cần 2 ít số chip, một tiền lên vai voi và một xe đấm. Ừ thì chỉ cần làm titan alloy thôi. Dẹp. Hết ammo đúng không? Để tôi đem ammo về. Titanium alloy là cần steel cả titanium. Lấy tạm hydrazin ở cái chỗ mình chế sẵn kia cũng được. Ok. Sắp đâu hết rồi. Sắp thì nhớ tôi cũng nung khá khá. Với lại cả tôi nghĩ là mình nên sau khi mình set up hết các cái máy, mình nên kiểu làm sắp xếp lại cái nhà mình đi ấy. Chứ tôi thấy nó bừa bộn quá, tôi mỗi lần đi chế đồ tôi lại chạy lúc tung lên không thấy. Ví dụ vừa sắp kiểu như là hẳn một khu chế đồ rồi một khu để đấy ấy, một khu để nguyên năng lượng. Thật ra là cái việc chế đồ thì ông không cần phải là sắp riêng quá đâu, nhưng mà ví dụ cái chỗ năng lượng ấy là phải để riêng ra. Tôi nghĩ là chỉ cần để riêng cái chỗ năng lượng ra, với lại cái chỗ mà chế đồ ấy thì mình để kiểu cho nó thẳng hàng một tí để cho nó dễ tìm, kiểu loạn xạ lên tìm được. Tôi tưởng làm nano carbon alloy, còn sơ tiêu mà. Graphene với lại ừ. Cái chỗ graffiti này tôi sắp hết rồi. Không còn đủ nữa. Tôi nghĩ là nên thu mấy cái máy auto extractor này về để đi kiếm mỏ khác. À đi kiểu đào cái món khác. Chứ graffiti mình cũng không phải là. Ừ thì nó cũng cần graffiti cũng cần. Thì mình chế nhiều RTG mà, đi tìm mỏ graphite khác thôi. Chứ vẫn cần. Thì nó cũng cần nhưng mà không cần quá nhiều. Không quá nhiều đâu. Không, có. Tại vì muốn chế cái cục RTG là mình bắt buộc phải cần graphite mà. Graphite.
có những cái lúc kiểu hết cả gió cả mặt trời các thứ là mấy cái máy đào nó không hoạt động luôn ạ. Cái titan như tôi vừa mới đông hai cái mà đâu mất rồi. Rõ ràng tôi vừa nung hai cái titanium ở đây. Ai lấy nhỉ? Có ai lấy titanium ở đây không anh? Đéo hiểu có ai lấy. Có thể nó chuyển qua một cái storage nào đấy ấy. Ông nhìn này suy nghĩ xem nào. Tôi vẫn đang cầm đây. À đây. Ôi. Máy nó gắn cạnh một cái chỗ slot nào đấy nó sẽ tự chuyển sang mà. Ốc đổi từ đất cũng được mà có lấy gì ăn. Tôi đang nghĩ xem là mấy cái quát các thứ thì thật ra hành tinh này cũng có, nhưng mà kiểu tôi muốn làm nó tập trung vào một chỗ, mình khi nào mình đi đi lại lại thì mình nó ý là tôi muốn set up đằng nào mình cũng phải set up Titanite đúng không? Mà xung quanh thì rất nhiều quát. Thì ý tôi là nó set tập trung vào một chỗ luôn ấy. Đúng không? Thì mình đi lấy, mình chỉ cần đi lấy một chỗ thôi. Phalerit ở đây đúng nhiều luôn đấy, ở hành tinh mình nhiều Phalerit thật. Nhiều Phalerit vãi. Ở cái chỗ quặng mà mình đào rồi ấy, tôi nghĩ đến set up cả Phalerit nữa. Ủa mình đào đào ammonium ấy, bên dưới ấy, nhiều cực. Kiểu đi thẳng xuống dưới đống Phalerit luôn. Đấy thì làm quạt gió đấy không? Thật ra không phải là nó không bật nhưng mà tiêu hủy luôn mấy cái kia đi. Chế hai cái to chứ, một cái to đủ. Kiểu không, hai cái to mới đủ. Chứ mỗi lần mình đi lại đi lại thì khác quái thì mất thêm hai cục hydrazin, mất gấp đôi hydrazin. Mà thôi một cái được, mình đi theo setup vậy. Định đi tìm một mỏ graphite khác mà lại không thấy. Bay trên trời chứ. Ơi có gì bay trên trời. Cái gì lỗi game à? Ừ, chắc thế. Đây đây. Ngọn cỏ à?
ngọn cỏ ven được với được mây rồi. Đây này, bay trên giữa trời. Tí nữa về tôi xem, tôi đang lấy ammonium ra. Cuối cùng thì ngọn cỏ ven đường cũng với được mây. Ở đâu ấy nhỉ? Ở đâu ấy? Mất mẹ rồi. Ảo giác rồi. Đây, vẫn còn. Đâu thể nó bay, nếu không phải ngọn cỏ thật rồi. Bay lên thì kéo thấy chứ. Đùa. Mày tốn người yêu rồi. Tôi nghĩ là lần sau mà. Sau mình kiểu nên sắp xếp lại cái nhà mình. Ừ. Hôm sau mình sắp lại nhà mình đã, xong rồi tính sau. Con cỏ thật. Con cỏ. Rồi, chế xong cấu trụ rồi. Ê, ông từ từ ông đi thay cái graphi amo ấy. Thế cơ? Thay cái hộp gramo ấy. À, đi ừ. Tôi mang về chung là không mang cái hộp đi để thay. Con hộp nào? Nhà mình con hộp nào? Còn cái hộp amo mà lần trước dùng hết này. À không, cái hộp đấy yếu còn nữa. Mẹ. Ai khi te rồi. Ủa Graffiti đầy rồi chứ, để mang về chứ. Phải chế cái thùng mới à. Thế. Đây tôi mang quát về đây. Chỉ cần plastic nữa thôi. Một cái plastic, một quát đấy. Plastic không rẻ đâu. Xích thì là compound với lại rất carbon đâu mà. Đường đâu, tôi có thấy cái gì đâu. Đấy. Mọi thứ rất bình thường. Để tôi chạy lại không còn không? Thấy mất sâu rồi. À đây tôi thấy rồi. Đấy. Đấy, bay giữa trời này, chỗ tôi đứng này. Không biết rồi, thấy không? Ẩn dụ đấy. Chế được cái to rồi à? Đấy, phi thuyền to được tướng này này. Đó, chuẩn bị thủ tiêu mấy cái phi thuyền bé không? Cái này nhá, một cái phi thuyền to này chỉ đựng được một cái máy outpost chắc tờ thôi. Và cái platform nữa thì là hết bẹo. Thật ra nó có thể đựng hai cái máy outpost chắc tờ. Từ từ đã, để tôi xem. Quạt gió to này, to nhất này. Đây. Cái bóng thôi. Chứ bây giờ chế làm đâu, chặt hết cả nhà ra. Nhà mình phải sắp lại đã. Tôi nghĩ là chỉ cần chia khu năng lượng. Ừ, năng lượng, khu để đồ với lại khu chế đồ thôi. Cái ấy đâu nhỉ? Cái để đồ. Là medium resources cả. Đó. Thấy nhỉ. Không thuộc em. Bây giờ à,
đây 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 canister đi mua. Cần một master grab. Bình nào? Bình nhiều. Ừ sao? Mãi nó không đầy á? Thì là nó không đầy thôi. Hết ao mua rồi này. Đừng có mở đằng nào sau này mình chẳng cần. Đây bình hydrazin đầu tiên. 24/24, bình kia có 1/24 ạ. Data recorder là cái áo gì vậy? Bây giờ mấy nhiệm vụ lại. The fuck? Ê, nhưng mà nhớ, ông phải nhớ xem là nó có hoạt động không ấy. Lúc mình ra lấy amonium mình em thấy 1 trên này thì mình không xong. Thank you.
Ừ đúng mà. Đúng mà. Có những cái chỗ mà kiểu nó cùng là một bãi nhưng mà có chỗ. Cái này hết rồi. Sao không thấy? Hết chưa? Ông xem năng lượng các kiểu xem nào. Năng lượng vẫn được có mà. Sao có cái cốc bên 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 kia bên kia graphite này, tự nhiên thấy không chạy nữa. Có khi nó ít quá. Ở đây là chạy không? Tôi đập, nhất thôi đập phải. Ừ, nó ít quá mà. Ông xem cái cục xanh xanh ấy, nếu mà nó gần đáy rồi thì hết rồi đấy, coi như là hết. Không phải là không chạy nữa. Ôi, mình làm nhiều nhiệm vụ lắm rồi đấy. Đúng luôn ạ. Nó hiện chữ disable chữ enable. Hôm sau à, làm cái mấy cái chỗ để mình đặt lại năng lượng điện các kiểu. Thật ra là trong này là không có chuyện làm phẳng được đâu nhá, kiểu nó khó lắm tại vì hành tinh này nó bé ạ, nó hình cầu, nó quá bé không làm phẳng được. Thế có cái align mode này thì cũng khá là ok đấy chứ. Mình không cần phải base của mình. Tôi nghĩ chắc là không cần boost mod này, mấy cái kia đâu nhỉ, cái kiểu như là tăng tốc đào với lại cả cho đào nó rộng hơn ý. Đấy nó không cần thiết lắm. Tôi có thể dùng nó đâu, kiểu chế. Không, khi mà ông chế cái drill mod 3 ấy thì cái đất nào ông đào nó cũng như cái đất thường thôi. Kiểu nó độ cứng nào nó cũng chơi được ấy. Nên là thật sự là không, tôi thấy nó không cần thiết lắm. Tôi đang thử mất 2 hay 1 gì đấy. Hộp armor đâu? Không, cầm về xong dùng hết rồi đấy, trong tích tắc luôn này không? Nó là cái hộp trống mà ông đưa cho tôi ấy, là cái hộp tôi cầm về xong rồi. Nãy giờ mình chế đồ linh tinh là nó vừa dùng xong luôn. Sốc không? Được có một tí thôi. Không, tôi chắc chắn luôn. Còn gì nữa. Tức là hai cái hộp đấy mới được một hộp này mà 24 trên 24 với một hộp 3 trên 24 này. Sốc chưa? Căng chưa? Hộp trống là cái hộp tôi đưa cho ông ấy. Không hiểu vấn đề chưa? Hộp trống nữa là cái hộp ông chế thôi, chứ làm gì còn hộp trống nào nữa. Cái hộp trống là mình có để graphite đây. Hộp là graph.
thì là cái hộp trống lấy graphite là tôi đem về chứ còn gì nữa. Tức là như này, graphite tôi đem về thì tôi thế nó bằng một cái hộp trống đúng không? Thì tôi phải đem một cái hộp graphite đầy về chứ. Gì có hộp nào nữa. Cái này nó làm cần nhiều ammo mà. Nhưng mà kiểu thôi được rồi. Đây này, cái alignment mod đây này. Ấn ép lên thì nó sẽ luôn luôn đào về phía tâm mặt đất. Không, nó để tạo ra một cái mặt phẳng kiểu gần như là hoàn hảo ấy. Đây này. Khi mà ông đây nhá, ông thấy cái ấy của tôi nó thẳng đứng không thì nó sẽ tạo thành cái tường. Còn nếu mà ông di xuống người này thì nó sẽ thẳng Đào kiểu thẳng với người của mình ấy, thẳng từ người mình xuống tâm mặt đất ấy. Thì khi mà mình đào mình di cho mấy cái mặt phẳng này này thì nó sẽ thành kiểu gần như là phẳng một cách hoàn hảo luôn ấy.